Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt sự kỳ thị đối với người khuyết tật tại xứ sở Kim Chi, thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người khiếm thính trở thành tài xế taxi. Và để hỗ trợ họ, một công ty Hàn Quốc đã phát triển một ứng dụng có tên Silent Taxi nhằm giúp nâng cao việc giao tiếp giữa các tài xế này với khách hàng của mình. Ông Lee Dae-ho là một trong những tài xế lái taxi khiếm thính đầu tiên tại thành phố Seoul. Kể từ khi sử dụng ứng dụng taxi yên lặng, công việc của ông thuận lợi hơn rất nhiều. Ứng dụng Silent Taxi sẽ kết nối hai máy tính bảng được gắn vào ghế trước và ghế sau của taxi, cho phép chuyển đổi giọng nói thành văn bản, giúp hành khách chỉ định điểm đến, điểm muốn dừng xe, cũng như phương thức thanh toán một cách thuận tiện. Silent Taxi cũng có khả năng nhận ra tiếng còi báo động của xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa và truyền thông tin qua cả hình ảnh và rung động trên vô lăng để cảnh báo tài xế.